Xin chào các bác, em là Hà Thương ở bên xưởng đồ đồng Đông Sơn. Nay xin phép là lên cho các bác là cái bộ đồng vàng cắt tút của nhà em. Hôm nay là bộ này là mới về và có khách đặt, cho nên là em mới lên cái video này cho các bác để giải đáp cái thắc mắc là tại sao đồng vàng cắt tút của nhà em có giá khác so với lại những nơi khác. Và cũng để cho các bác xem được cái bộ đồng vàng cắt tút này là nó như thế nào nha các bác. Xin phép dọn lại gần cho các bác xem nha. Dạ, kính thưa các bác, đó là đây là bộ đồng vàng cắt tút nhà em, là cái chân nến này này, thì đây là chân nến trơn nha, vì là khách yêu cầu là chân nến trơn chứ không bình thường là sẽ là có chân nến khắc rồng phượng cho các bác. Bộ đồng vàng cắt tút này rất là khác so với những bộ mà các bác đã tham khảo và giá của nó cũng sẽ khác. Nếu như mà các bác tham khảo những bên mà có cái độ uy tín đồng nó cao thì có thể là sẽ là giống như là em. Nhưng mà nếu các bác, em hôm trước có một bác là tham khảo là cái bộ đồng vàng cắt tút nào đấy, chỉ có giá là 13 triệu. Đây là bộ 60 phân nha. Mà bác ấy cũng bảo là 13 triệu thì không có cái giá đó đâu nha các bác. Bộ này là nhà em đang bán này, với giá hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu nha, không thể nào bớt được. Và đây, xin phép dọn lại gần cho các bác xem. Các bác nhìn cái đỉnh con nghe đây này, nó có đẹp không ạ? Đây là màu mộc của đồng vàng ở đồng cắt tút nha các bác. Màu mộc của đồng cắt tút và được sơn một lớp bóng lên. Xin phép đưa cho các bác này. Đây ạ, nhìn ở trong nó có đẹp không ạ? Rất là nặng nha các bác. Đây là bộ cao 60 phân của nhà em mới về vì là khách đặt nhá. Nhà em thì thường không sẵn đâu, bởi vì các bác mà đặt hàng này là phải có bên xưởng đúc, họ nhận đúc thì nhà em mới dám đặt cho các bác nha. Đây, con nghe vườn cầu rất là đẹp đây, tay may của nhà em đây ạ. Nhìn nó có khác xa so với lại những mà cái nơi mà các bác là đã tham khảo là 13 triệu hay là giá là rất là thấp, đúng không các bác? Đồng cắt tút đấy ạ, đây là đồng cắt tút 100%. À, ở trong nguyên liệu ấy thì sẽ là có 90% là đồng và 10% là thiếc. Bởi vì sao ạ? Là bởi vì là cái đồng này là nó cần có cái 10% cái phụ liệu đấy để nó có độ liên kết bền chặt hơn. Nó không giống như đồng đỏ, đồng đỏ là có 99% dây điện đồng rồi và chỉ có 1% phụ gia thôi. Vì đồng đỏ có cái độ dẻo nó cao hơn nha các bác. Giá của bộ đồng vàng cắt tút này với bộ đồng đỏ thì nó cũng chỉ chênh nhau là 3 đến 4 triệu thôi nha các bác. Đấy, nhưng mà các bác nhìn xem cái độ cái màu của nó là cái màu giản dị nhưng mà lại vẫn sang trọng nhá. Rất là giản dị, không có nhiều hình họa tiết nhiều như thể là bên đây. Để cho các bác. Đây là đồng vàng nhá. Đồng vàng bình thường, đồng vàng thau nha các bác. Đấy, mấy cái họa tiết của nó rất là nhiều. Đấy. Còn đây là bộ đồng cắt tút rất là giản dị ạ. 5 chữ Phúc Lộc Thọ Khang Ninh nha các bác. Đây ạ. Song long chầu mặt phượng nha. À, song long chầu mặt nguyệt nha các bác. Đấy. Rất là đẹp ạ. Cho các bác xem cái đôi mắt của đôi hạc này, đôi mắt hạc này. Nhìn nó có tỉ mỉ và đẹp, nó có hồn nha các bác. Rất là có hồn bởi vì là từ những cái tay của người nghệ nhân, họ khắc chạm lên từng nốt một, từng tí một, từng sợi lông một, đây là đều là được nghệ nhân khắc chạm nhá. Bằng tay á, và bộ này là đều được đúc bằng tay hết. Đây ạ, nến nha. Màu của nó khá là đẹp và sang trọng. Bác yêu cầu để nến trơn khá là đẹp luôn ạ. Đây, so sánh luôn cho các bác là bộ đồng đỏ, cũng là bộ đồng đỏ cao cấp của nhà em. Hôm nay là hàng là mới về cho nên là đang có nhiều cái sự hơi chưa sắp xếp được nha các bác. Đấy, bộ đồng đỏ của nhà em đây này, cũng là bộ cao cấp. Đẹp chưa ạ? Cũng chạm khắc từng tay nhá. Chạm khắc từ tay. Đấy, cho em cho các bác xem cái phôi đất sét ở trong còn chưa được cả được làm sạch nha, phôi đất sét
Đây là bộ đồng đỏ phớt nỉ, có một lớp phớt nỉ ở trên và để lại cái lớp hoa văn này đều là đồng đỏ mộc. Đấy, rất là sang trọng. Đặt lên cho các bác xem. Đây ạ. Rất là đẹp đúng không các bác? Thế cho nên là em mới nói là không có cái giá đồng cắt tốt mà 13 triệu dưới 17 triệu đâu nhá. Tùy kích thước nhỏ có thể là khoảng tầm 19 20 triệu. Nhưng mà nhà đây là kích thước là 60 phân. Từ chân đỉnh lên đến đầu nghe là 60 phân. Cho nên là nó có cái giá thành là trên 20 triệu, không thể nào mà dưới được nha các bác. Bộ nó khác xa hoàn toàn với lại những nhà khác là như thế. Và bác nào mà quan tâm đến bộ đồng vàng cắt tút này có thể là inbox cho em và kết bạn Zalo với em qua số điện thoại ở dưới là 0911 740 569. Em luôn luôn trực hotline 24/24 nha các bác. Và Zalo của em cũng là số đấy. Bác nào quan tâm thì có thể là nhắn tin cho em qua Zalo, kết bạn Zalo với em nhé. Em là Hà Thương. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ.